Xin kính chào toàn thể các bác nha. Thì bây giờ em sẽ test cái quần đậy màu F1130. Cái này em mới có kể hôm trước là đánh 4 ôm là vào tầm 2002 đến 2006. Hôm nay chơi lớn luôn. Lớn luôn nhá. Một con này tải 2 ôm với mức tải như sau, thì dây em đang đấu đây là hai cái dây này vào chung một đậy này. Đấy. Và dây này nó sẽ vòng sang sau đây. Một dây nó sẽ cắm vào loa nời. Đấy, như các bác biết rồi thì nắc này là 8 ôm một chiếc, hai chiếc mà đấu song song như này này. Một đôi nắc này là về 4 ôm nhá. Với thứ hai nữa là còn một dây nữa thì em sẽ cắm vào súp này. Đấy, được chưa? Đấy, và súp này thì nó là 4 ôm. Nếu 4 ôm cộng với 4 ôm thì nó bằng mấy ôm? Nó bằng 2 ôm. Thì bây giờ em sẽ thử tải kiểu này xem là đẩy có chết không, mà nhiều các bác bảo là em nói phét thế này thế kia. Mạch TD thì các bác biết rồi, TD thì tiếng nó kinh lắm, tiếng nó sạch. Đây em đang đánh từ điện thoại vào luôn đây nhá. Mở tiếng bé để em sẽ thử cho các bác là súp và nời đều kêu, chứ không các bác lại bảo em nói điêu. Bây giờ là cả súp cả nời đều kêu nhá. Bây giờ em sẽ ra đằng sau, em tắt loa súp đi. Thấy chưa? Tắt nốt loa nời đi này. Đây bây giờ là loa nời không kêu nhá. Nó súp không kêu nha, bây giờ sẽ cắm súp vào đầu tiên này. Cùng một đẩy nhá. Đấy. Đấy, súp nhá, đang 4 ôm này. Bây giờ đóng nốt cái này nó vào nó thành 2 ôm nhá. Các bác thợ kỹ thuật là biết. Các bác dùng nhiều đồ âm thanh là sẽ biết này. Được chưa? Test cái bài nhạc này cho nó kinh luôn. 80%. 100% luôn. Bạn hãy cơ xem chết đẩy chết luôn đi. Đấy. Bạn nào phải xóng luôn. Được chưa? Đấy nhá. Chưa thèn hiên cái đèn clip này. Ghê chưa? Ok này. Ui rồi, ôi em nói thật các bác, bây giờ lấy tay sờ máy nó gọi hình như là có bắt đầu mới phát nhiệt hay sao ấy. Sờ nó vẫn trơn thua gì. Nếu như em lấy tay em sờ vào cái bề mặt nhưng mà nền đất này bây giờ đang có nắng này, nó sẽ nóng hơn là lấy tay sờ đẩy. Đấy. Bây giờ nó là thế. Nên là các bác nhá. Đẩy bên em bán thì em nói thẳng luôn, con nào khỏe là nó khỏe cực kỳ. Đây, bây giờ đang tải hai ôm một đôi súp. Một đôi súp hép và một đôi nời. Đấy, ví dụ mà hai đôi súp. À một đôi đồng một chiếc súp và một đôi nời, quên đấy. Nếu như có một cặp súp kép ở đây thì em có thể đánh thử luôn, ok cho các bác. Nhưng đây là em đánh cả súp cả nời luôn để cho nó lẫn lộn vào. Các bác nghe cả nời cả bát cả súp.
mà nghe. Còn nếu như con này mà độc đánh súp thôi thì em nghĩ chắc là có thể quật được đôi đấy. Đấy. Đây nhá, để trong cái không gian diện tích như này mà đánh như thế. Mà đây là tín hiệu từ điện thoại ra là còn khá là bé, mà vào đây nó đánh còn như thế. Các bác phải biết mấy cái thùng đồ ở đây em để kê ở đây mà nhảy tít mù lên thế kia là cũng phải đánh kinh kinh lắm nó mới nhảy được thế. Mà nó súp nhảy gần hết cỡ. Đấy. Cái này mà độc đánh một đôi nắc kia nếu mà mở to nằng nhằng còn khói mù loa đừng đùa đâu. Nắc kia đấy nhá. Thì các bác nào quan tâm đến cục đại này thì gọi cho em. Giá rẻ chứ. Hôm trước em đăng lên mấy bác bảo là đắt này thì ai mua thế này thế kia. Đây em đăng lên em báo luôn cho các bác giá rất tốt rồi. Không chê được cái gì cả. Thế mà các bác còn kêu nữa thì thôi. Không bán nữa, để chơi nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Đây. Đấu dây loa đây thì nó sẽ cho xem được. Bây giờ sẽ tháo dây này ra là nó sẽ không kêu này. Thấy chưa? Chứ không lại các bác lại bảo em ghép nhạc vào đi. Đấy, hoành tráng luôn. Đấy, bán hàng nó thật thế còn kêu. Mà dây đây là tải là dây đang bé nhá, đánh to là nhằng cháy dây. Ôi, còn chưa phát nhiệt cơ. Mát lắm. Đánh được hơn nửa tiếng rồi mà nó vẫn mát nừ cái này thì kinh thật. Ok nhá, thì các bác nào quan tâm đến con siêu đẩy này thì hãy gọi cho em. Tải 2 ôm. Các bác phải biết là tải 2 ôm ít con đẩy nào tải được. Mà đây nó mát lạnh này. Kinh không? Mát lạnh này. Hay là các bác nào thích nhá, các bác đến tận cửa hàng em test thử. Nếu ưng thì bê về. Được chưa? Đấy. Chứ bây giờ quảng cáo này nhiều các bác lại bảo em thế nọ thế kia. Em khoe, không phải em khoe đâu. Máy thật sự rất là chất thì bắt đầu mới khoe này. Tải 2 ôm mà bây giờ máy vẫn còn mát lạnh. Không hiểu kiểu gì. Hay là đánh nó chưa đủ hết tầm của nó nhỉ. Đấy. Ok nhá, để các bác nào quan tâm đến cục siêu đẩy này thì hãy gọi trực tiếp cho em. Đây là một cái cảm nhận mà em thấy là khá là khiếp. Đánh cả súp cả nồi, tức là âm nhạc nó vào hỗn hợp thế. Tải 4 ôm một con súp, một đôi nồi kia 4 ôm nữa thì thành 2 ôm. Nó quánh như này rất là kinh. Không chê được. Đấy nhá. Các bạn nào thích thì gọi cho em nhá. Giá thì em đã báo rồi. 3.9 triệu. Được chưa? Đấy. 3.9 triệu. Đấy, các bạn nào quan tâm thì hãy trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Công suất siêu khủng. Bán xong lại tiếc lắm.